Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 11 năm 2018, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Quảng Bình tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 21 CTTU của Bộ Chính trị. Minh Hóa hỗ trợ gần 4,9 tỷ đồng cho chương trình phát triển chăn nuôi. Khen thưởng vận động viên Nguyễn Huy Hoàng với thành tích xuất sắc tại Olympic trẻ. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản lễ hội Cổng Ngư. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 2 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 21 ngày 16 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thực hiện chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành, mặt trận các cấp trong tỉnh đã quán triệt triển khai một cách nghiêm túc các quan điểm, phương châm chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, chương trình hành động số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, dự báo tình hình hoạt động tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với sự gia tăng của các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu trong thảo luận cần đề cao trách nhiệm, đi thẳng vào nội dung trọng tâm, tập trung đánh giá những việc đã làm được, những kinh nghiệm hay từ thực tiễn để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và từng cán bộ đảng viên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống và kiểm soát ma túy có hiệu quả cao trong thời gian tới. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị nêu rõ, đến tháng 6 năm 2018, Quảng Bình có 131 trên 159 xã, phường, thị trấn và 2.455 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong đó, có 915 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong 10 năm qua, công an cả cấp đã bắt giữ 504 vụ liên quan đến 818 đối tượng về ma túy. Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng phát hiện bắt giữ 90 vụ với 130 đối tượng. Lực lượng Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt giữ 43 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thực hiện chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã truy tố 517 vụ với 707 bị can phạm tội về ma túy. Tòa án Nhân dân hai cấp đã thụ lý 579 vụ với 710 bị cáo. Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau khi cai nghiện từng bước được quan tâm hơn. Công tác quản lý nhà nước về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất thuộc tân dược gây nghiện được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bố Trạch tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung khóa 8 năm 2018. Tham dự khóa học gồm 75 học viên là công chức, viên chức trên địa bàn huyện Bố Trạch. Trong 6 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu thảo luận một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, tình hình nhiệm vụ của địa phương. Khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, giúp học viên vận dụng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị. Ban quản lý dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện rệt cồng ở Việt Nam giai đoạn 2 tại tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức học tập kinh nghiệm thực hiện cấp chứng chỉ rừng tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Quảng Bình có diện tích đất lâm nghiệp chiếm hơn 80% diện tích, trong đó có hơn 111.000 hecta là rừng trồng. Nhu cầu nguyên liệu gỗ rừng trồng cung cấp cho các nhà máy, làng nghề ngày càng tăng. Tuy nhiên hiện nay, Quảng Bình chỉ có một chi nhánh lâm trường đạt chứng chỉ quản lý bền vững cho rừng tự nhiên, vẫn chưa có diện tích rừng nào đạt được chứng nhận bảo vệ rừng FSC. Vì vậy, đây là một trong những mục tiêu lớn của ngành lâm nghiệp tỉnh. Tham gia học tập kinh nghiệm, đại diện Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, các công ty lâm công nghiệp trong tỉnh và các chi nhánh lâm trường
đại diện các phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn của các huyện đã được tham quan các hợp tác xã, các công ty lâm nghiệp, tìm hiểu về cách thức quản lý, quy trình cấp chứng chỉ rừng và những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đánh giá tính khả thi khi thực hiện tại Quảng Bình. Đặc biệt, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm với các chủ rừng đã được cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế về thị trường các sản phẩm được cấp chứng chỉ rừng. Thời gian qua, huyện Minh Hóa đã tích cực lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao chất lượng tổng đàn, từng bước chuyển từ chăn nuôi phân tán nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại. Trong năm 2018, huyện Minh Hóa đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án của tỉnh và của trung ương để hỗ trợ hơn 4,9 tỷ đồng cho người dân phát triển chăn nuôi. Từ nguồn vốn hỗ trợ này, người dân cả xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã mua hơn 320 con bò lai sinh, 900 con lợn và hơn 250 con dê. Ngoài việc hỗ trợ nhân dân đưa các giống vật nuôi có chất lượng vào sản xuất, phòng nông nghiệp huyện Minh Hóa cũng tích cực hướng dẫn người dân, đặc biệt là người dân ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về quy trình kỹ thuật, thức ăn, vệ sinh chuồng trại, công tác phòng trừ dịch bệnh để đàn vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Nhờ chủ trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nên giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Trạch trong những tháng đầu năm 2018 ước đạt trên 1.510 tỷ đồng, tăng 9,26% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, hợp tác xã trên 4,7 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân trên 31,9 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn hơn 651 tỷ đồng, công ty cổ phần trên 528 tỷ đồng, cá thể hơn 294 tỷ đồng. Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường công tác thị trường, triển khai nhiều giải pháp khuyến công nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, huyện Quảng Trạch cũng chủ trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao trên địa bàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thông tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh cho biết, tháng 10 năm 2018, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định. Các loại hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn còn xảy ra. Trong tháng 10 năm 2018, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 162 trường hợp, phát hiện và xử lý 117 vụ vi phạm về kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán, hàng tiêu hủy là trên 1,2 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trên 600 triệu đồng. Trong những tháng cuối năm, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra các biểu hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, việc thực hiện đo lường hàng hóa để phát hiện thủ đoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng đo lường, đóng gói hàng hóa nhằm thu lợi bất chính, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố du lịch thông minh, thành phố Đồng Hới đang triển khai phủ sóng Internet Wi-Fi miễn phí phục vụ khách du lịch và nhân dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố Đồng Hới đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Quảng Bình để khảo sát thực tế các vị trí lắp đặt Wi-Fi miễn phí. Dự kiến, thành phố sẽ triển khai lắp đặt 18 điểm phát sóng Wi-Fi miễn phí tại các điểm du lịch, khu vực công cộng, nơi tập trung đông người như khu vực Tượng đài Mẹ Suốt, di tích lịch sử Tam Tòa, bãi biển Nhật Lệ, Quảng Bình Quan, ga Đồng Hới và một số địa điểm khác. Việc lắp đặt phủ sóng Wi-Fi miễn phí sẽ đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin, giải trí của du khách cũng như người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện, góp phần thúc đẩy du lịch thành phố phát triển. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 3698/2018 về việc khen thưởng đột xuất vận động viên Nguyễn Huy Hoàng với thành tích xuất sắc đạt huy chương vàng môn bơi tại Đại hội Thể thao Trẻ Thế giới diễn ra tại Argentina. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khen thưởng kèm tiền thưởng 30 triệu đồng cho kỷ ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng, một người con quê hương Quảng Bình, nhằm biểu dương sự nỗ lực rèn luyện, đạt thành tích cao. Đồng thời, đồng viên vận động viên Nguyễn Huy Hoàng cố gắng lập nhiều thành tích đóng góp cho thể thao nước nhà. Trước đó, tại Olympic trẻ vừa diễn ra vào tháng 10 ở Argentina, kỷ ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng môn bơi cự ly 800m tự do nam. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội cầu ngư là nét đẹp văn hóa truyền thống của ngư dân các làng chài ven biển ở Quảng Bình. Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận lễ hội cầu ngư là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vinh dự tự hào của người dân vùng biển Quảng Bình,
đồng thời cũng đặt ra cho người dân, chính quyền địa phương và các ngành chức năng trọng trách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội này. Hàng năm, thường là sau dịp Tết Nguyên đán, ngư dân các địa phương ven biển tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tế cá voi hay còn gọi là cá ông. Ngư dân tin rằng cá voi đã nhiều lần giúp tàu thuyền ngư dân không bị chìm trong gió bão. Họ tôn thờ cá voi như một vị thần và gọi một cách tôn kính là cá ông, đức ông hay thần Nam Hải. Để tỏ lòng kính trọng, ngư dân đã lập miếu thờ cá voi. Lễ tế cá voi được lồng ghép dưới hình thức lễ hội cầu ngư và ra quân đánh bắt vù cá nam. Ở các xã biển như Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Bảo Ninh, thành phố Đông Hới, lễ hội cầu ngư diễn ra vào các thời điểm khác nhau, thường là vào dịp rằm tháng Giêng, tháng 2 hoặc tháng 4 hàng năm. Bảo Ninh thì dựa vào biển và sống vào biển và đặt niềm tin vào biển từ rất lâu nay. Chính quyền tập trung kinh phí, nhân lực và đầu tư quy mô lên cái cấp lễ hội của cấp xã, như các cái lễ hội lục niên cảnh đồ, lễ hội đua thuyền, lễ hội chèo cạn mổ bông, để rồi kết hợp với các lễ hội đó và lễ hội cầu ngư để trở thành những cái nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với là mục đích truyền cho con cháu đời sau đặt niềm tin vào biển và thể hiện cái sức mạnh làm giàu từ biển cả, gắn với kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Chúng tôi tiếp tục kết hợp cái lễ hội cầu ngư và các cái lễ hội chèo cạn mổ bông, lễ hội đua thuyền và các cái lễ hội về tâm linh để trở thành một tour du lịch tâm linh trong tương lai, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương. Lễ hội cầu ngư gồm có phần lễ và phần hội. Trong phần lễ, làng cử một vị cao niên có uy tín để dâng hương và đọc bài văn tế thể hiện lòng biết ơn, sự che chở, nâng đỡ của cả ông và cả bà với ngư dân trong những chuyến đi biển, cũng như lời khẩn cầu về một mùa biển yên bình, bội thu. Trong phần hội, tùy theo mỗi địa phương để tổ chức phần hội, nhưng hầu hết đều có diễn sướng múa bông chèo càn. Câu lạc bộ luôn luôn sưu tầm bao giờ cho hết những cái dân gian trong quần chúng, phục vụ cho cả cái lễ hội làng á. Thì được nhân dân quần chúng hưởng ứng, cho nên từ đó câu lạc bộ phát huy duy trì để giữ cái dân gian, giữ cái bản sắc của vùng biển. Lễ hội cầu ngư với nhiều hình thức tâm linh và diễn sướng dân gian hàm chứa nhiều giá trị văn hóa và có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục tình yêu quê hương đất nước, sự cổ kết cộng đồng, biểu dương sức mạnh của ngư dân vùng biển, đồng thời nuôi dưỡng niềm tin, ý chí vượt qua thử thách gian lao để làm chủ vùng biển quê hương, tổ quốc và vươn lên làm giàu từ biển trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để ban hành một cái đề án bảo tồn giá trị của cái di sản này. Trong đó sẽ chú ý tập trung vào một số biện pháp. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để mọi người dân thấy rõ được cái giá trị cũng như các cái nội dung cơ bản của cái di sản văn hóa này, để từ đó nâng cao cái ý thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, nhất là trong thế hệ trẻ. Thứ hai là sẽ tiến hành một số biện pháp nghiệp vụ cụ thể như tư liệu hóa các cái nghi thức hành lễ cũng như nghi thức trình diễn bảo tồn các cái kiến trúc như đình làng, miếu thờ, am thờ, lăng tẩm mà nơi mà gắn liền với tâm linh cũng như là phong tục tập quán của ngư dân vùng biển, tôn vinh các cái nghệ nhân, đặc biệt là các chủ tế, các cái nghệ nhân trình diễn dân gian, truyền dạy các cái trí thức và cách thức tiến hành lễ hội đối với thế hệ trẻ. Lễ hội cầu ngư Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần thuận lợi trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người dân vùng biển Quảng Bình. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều ngày 2 tháng 11 năm 2018, khu vực thị trấn Đông Lê mây thay đổi, không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ, độ ẩm từ 50 đến 94%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, không mưa, trời lạnh,
nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm từ 67 đến 85%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm từ 66 đến 84%. Khu vực thành phố Đông Hới mây thay đổi, không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 55 đến 82%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 55 đến 82%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 57 đến 85%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, độ có sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Chương trình thời sự trưa nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.